Chào mừng 500.000 anh em cùng cô dì chú bác trên khắp tỉnh thành. Xin giới thiệu đến quý vị dòng súp khủng long bạo chúa, và dòng này là theo của thế giới luôn, Future One, thương hiệu nổi tiếng và đình đám trong làng sân khấu của thế giới. Cặp này nó nhìn thì cũ nhưng mà không phải là cũ mà nó rất là mới. Cái này thùng là thùng sơn cát, chuẩn theo thế giới luôn, Future One luôn, bán nhập khẩu hàng xịn luôn. Đóng là không phải ke sắt cũng như mấy cái thùng bình thường kia. Thùng này thì người ta được mấy ông thợ mộc cũng gọi là chôn âm dương gì đó, kiểu gì đó, ông cắt máy CNC, ông quét đây xong là ông đưa vô, nó có khía cạnh nó khớp vào với nhau đó, khiến cho cái thùng nó không có thể dịch chuyển và di rời ra ngoài được. Đánh cỡ nào thì đánh thoải mái luôn, cho bát từ mấy trăm vào đây nó nệm thoải mái luôn. Thùng này là bao hàng bao đánh luôn. Còn bên mình thì bên mình sẽ sử dụng cái bát là củ từ 260 coi 125. Hàng này là theo tiêu chuẩn và công nghệ của thằng Italia. Đấy, hàng này thì bán rất là nhiều rồi, hầu như bộ dàn nào cũng được đi với cặp súp và với cặp bát như vậy. Chút xíu nữa sẽ có cái test âm thanh cho các bạn và anh em cùng nghe. Quay quay từ từ game này, anh nhả hết cái bài này cái bời quá.